Chào mừng các bạn đến với bản tin nhanh buổi sáng ngày 26 tháng 11 của kênh Bóng TV. Trước khi bước vào bản tin chính ngày hôm nay, các bạn đừng quên đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của kênh Bóng TV các bạn nhé. Sau đây là bản tin chi tiết. U22 Việt Nam chiến thắng 6 sao trước U22 Brunei trong trận ra quân tại SEA Games 30. Đúng như tuyên bố trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ sử dụng đội hình dự bị khi đối đầu U22 Brunei ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. U22 Việt Nam sớm giành quyền kiểm soát thế trận. U22 Brunei chủ động chơi phòng ngự số đông nhưng chỉ có thể trụ vững được đến phút thứ 9. Từ quả tạt bên cánh phải, Đức Chinh bật cao đánh đầu. Thủ môn Zabidi xử lý lóng ngóng giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. U22 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm bàn nhân đôi cách biệt ở phút 23. Tiếp tục là sai lầm của hàng thủ Brunei, Đức Chinh tận dụng tung cú sút ở góc xa, không cho thủ môn đối thủ cơ hội cản phá. U22 Brunei chơi phòng ngự số đông nhưng không tạo ra sự chắc chắn cần thiết. Khoảng trống liên tục xuất hiện nhưng Trọng Hùng, Thái Quý lại không thể tận dụng. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế chủ động vẫn thuộc về U22 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Đội bóng áo đỏ chỉ cần vài phút để có bàn thắng thứ ba vào lưới đối thủ. Đức Chinh tiếp tục lên tiếng với pha bật cao đánh đầu, hạ gục toàn bộ hàng thủ U22 Brunei. Việt Nam kiểm soát thế trận và có thêm 3 bàn thắng vào lưới đối thủ. Lần lượt, Triệu Việt Hưng, Đức Chinh và Trọng Hùng ghi tên lên bảng tỷ số, giúp U22 Việt Nam chiến thắng với tỷ số 6-0 trước U22 Brunei và có được trận ra quân thành công ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Hoàng tử Brunei không được đăng ký nhưng vẫn ra sân đá chính. U22 Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên trong trận đấu ra quân tại SEA Games 30 trước đối thủ U22 Brunei. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Aminuddin Jumat đã dành cho cả U22 Việt Nam và các học trò những lời khen ngợi. Ông nói, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hết mình từ đầu, chúng tôi chủ động phòng thủ bởi Việt Nam là một đội bóng mạnh hơn. Tuy nhiên, mục tiêu đó đã không thực hiện được bởi sức mạnh không tưởng của U22 Việt Nam. Ngoài những câu trả lời về chuyên môn trận đấu, huấn luyện viên Brunei còn nói với cầu thủ mang áo số 9, Fair Bokia. Huấn luyện viên trưởng tuyển U22 Brunei không khỏi bất ngờ. Ban đầu, ông không điền tên tiền đạo này vào danh sách đá chính. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, Bokia vẫn vào sân. Ông Jumat chia sẻ rằng, tôi mới chỉ hứa sẽ tạo cơ hội cho cậu ấy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cậu ấy vẫn ra sân từ đầu. Tất nhiên, tôi không được biết và không kiểm soát được việc này. Bokia trở nên nổi tiếng vì được coi là cầu thủ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 20 tỷ USD cùng dòng dõi hoàng thân. Tiền đạo thuộc biên chế Leicester là cháu trai của quốc vương Brunei, ông Hassanel Bokia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin ngày 26 tháng 11 của kênh Bóng TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của kênh Bóng TV các bạn nhé.